Nào, chúng ta tiếp tục các anh chị. À, cái phần này các anh chị phải đưa cái đường dẫn này với lại cái tên nó là dữ liệu nha. Cái gì nội dung là một cái chuyện khác nữa. Bây giờ là chúng ta đi đến một cái kỹ thuật lưu trữ cụ thể. À, tôi sẽ nêu một cái project. Ở đây là chúng ta sẽ nói về cái chuyện là chúng ta sẽ lưu trữ cái thực đơn. Thực đơn á, ở trong một ứng dụng của chúng ta sẽ có hai cái loại thực đơn. Một là cái thực đơn chính ở trên cái màn hình chính này, và một loại thực đơn thứ hai là cái thực đơn động. Tôi sẽ chỉ cho cách lưu trữ cả hai loại thực đơn đó. Giả sử như chúng ta chỉ làm có một cái màn hình chính thôi, chúng ta sẽ có một cái màn hình chính, không à, một cái màn hình chính là như thế này. Trên màn hình chính này á, giả sử như là chúng ta khởi động là chúng ta vô màn hình chính liền. Thực sự thì nó không vô màn hình chính liền đâu, nó phải qua màn hình khởi động, rồi qua màn hình đăng nhập rồi gì đó vân vân thì nó mới ra được cái màn hình chính này. Và trên cái màn hình chính này á, giả sử như là chúng ta muốn thể hiện một cái thực đơn thì cái cách lưu trữ của nó sẽ là như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ show hết để chúng ta lấy ra, chúng ta vào trong cái debug này các bạn. Chúng ta sẽ ép vào trong này là một cái tập pin mà để mà chúng ta sẽ lưu trữ. À, cái tập pin nó là tập pin là về cái thực đơn. Nó được rồi, tôi tạo ra cái dạng như thế này cũng được. Ở đây trong cái thư mục này anh chị có thể tạo ra ép một cái là new item. Giả sử như là cái data này của chúng ta ở đây nó chưa có cho chọn thì con hồi XML file, chúng ta đặt tên nó là cái thực đơn chính. Nếu mà sau này có nhiều thực đơn chính thì chúng ta đổi tên thôi ha, là thì nó ở đây nó sẽ lưu không phải là nằm trong cái thư mục này đâu ha, mà thì các anh chị chịu khó SEO E của nó, chúng ta đi vào trong cái pin này, trong cái debug này ha, mà chúng ta sẽ lưu nó dạng là cái thực đơn chính nó có đây rồi nè các bạn. Thì trên cái mà trên cái thực đơn chính này á thì chúng ta sẽ có cái thẻ gốc của chúng ta. À, tôi nói cái mô tả trước đi. À, cái này tôi đi trực tiếp qua luôn đi cũng được, các anh chị không cần đọc tả DTD gì hết trơn á. Thực đơn chính, không à? À, giả sử nó có một cái này không cần có tên. Trong thực đơn chính này của chúng ta nó sẽ bao gồm nhiều cái thực đơn. À, nhiều cái thực đơn. À, nhiều cái thực đơn. Mỗi thực đơn thì nó sẽ có cái tên của nó. Ví dụ như là tên của nó, tôi giả sử như là chúng ta làm cái bài về quản lý nhân viên đi chẳng hạn ha. Chúng ta sẽ có đây là tên nó là công ty. Các bạn. Và ở đây thì nó không có một cái chức năng nào đó liên quan hết trơn. Đây là cái tên chung thôi. Trong cái này của chúng ta đó, chúng ta sẽ có là giả sử như là chúng ta sẽ có một cái thực đơn. Ở đây tên của nó đó là bằng là đơn vị. Đơn vị, các bạn, hay là đây là lập báo cáo đi chẳng hạn, à, báo cáo thống kê. Báo cáo thống kê, các bạn, báo cáo thống kê thì là cái này nó cũng không có, đây là một cái chung thôi. À, trong cái này thì là chúng ta mới tạo ra một cái thực đơn con nữa, tất cả nó đều là thực đơn hết trơn ha. Thực đơn tên của nó đó là bằng là cái thống kê năm sinh, thống kê độ tuổi gì đó. À, cái này thì mới là thực sự ra làm một cái chức năng, thì là chúng ta sẽ cho nó một cái mã số để nó sẽ có một cái màn hình. Mã số của nó là ở đây là chúng ta đặt tên nó là thống kê năm sinh. À, để chúng ta tương ứng chúng ta sẽ kích hoạt cái màn hình thống kê năm sinh, và ở đây thì nó không còn có cái nào hết trơn thì chúng ta nó không có đưa ra một cái phần con nữa, thì chúng ta sẽ kết thúc bằng như thế. Rồi cái thực đơn này của chúng ta đó, à, ví dụ chúng ta có một cái thống kê thứ hai là thống kê về tình hình vắng. À, đây là thống kê tình hình vắng rồi. Được chưa? Đó là chúng ta thôi gọn lại là chúng ta trong công ty chúng ta có một cái thực đơn con là như thế. Cái thực đơn thứ hai á là chúng ta nói về những cái danh mục của nó, tên nó là những cái danh mục. À, hay là các anh chị ở đây cái nào trước cũng được, không quan trọng lắm. Cái danh mục, những cái danh mục của nó thì là cái phần chung thôi, nhưng mà trong những cái danh mục này á, thì chúng ta sẽ có cái danh mục về là tên của nó đó,
là chúng ta cho bằng là ví dụ như là đơn vị không à, thì cái này nó sẽ có mã số nó, mã số nó đây là chúng ta là cái mã số nó là bằng, chúng ta cho ví dụ giống như là ở đây là cái chức năng hồi nãy là thống kê năm sinh đó, thì ở chỗ này của chúng ta cái đơn vị này á, chúng ta cho mã số nó là DV, là cái màn hình về đơn vị ví dụ vậy chẳng hạn đó. Rồi một cái nữa là trình độ, là chúng ta sẽ chuyển qua cái màn hình trình độ đó mà. À, đây là cái trình độ, vân vân. À, để chúng ta lý do vắng rồi gì đó, anh chị có thể đưa vô đây. Mỗi cái là một cái chúng ta không cần phải thêm sót sửa riêng cho từng cái này. Học đến đây thì anh chị biết rồi, không à? TD là trình độ, đây là ND là lý do, là cái màn hình lý do, không à? Trên cái màn hình thống kê, tôi giả sử như thế thôi nha. Đó. Còn ở đây chúng ta có thể có một cái thực đơn, cái thực đơn ở đây thì là tên của nó đó là bằng là cập nhật, tức là cập nhật cái thông tin của cái công ty, thì cái mã số này nó sẽ có, mã số này nó sẽ có là bằng ví dụ như là cập nhật công ty. Đó. Cái nào mà có mã số á, tức là chúng ta sẽ có cái màn hình cho nó sẽ là cái phần lá. À, một cái là về công ty. Rồi ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái thực đơn là về là tên của nó đó là bằng là tôi giả sử như đây là nhân viên phải không ạ? À, giả sử như thế. À, cái này nó không có cái gì hết trơn, và ở trong này thì là nó sẽ có những cái con của nó, một cái thực đơn có tên của nó là ví dụ như là thêm mới, không à, thêm mới. Rồi nó sẽ có một cái mã số là bằng là thêm mới nhân viên đó. Cái cách thiết kế như thế nào lại là một cái chuyện khác nha. À, cái thiết kế như thế nào lại là thiết kế thực đơn lại là một việc khác. Ở trong cái công nghệ phần mềm thì các anh chị học chưa có được nhiều, thì qua cái môn mà cái phân tích thiết kế phần mềm á, chúng ta sẽ học kỹ lại hơn một chút. Rồi qua tới cái phần về thiết kế phần mềm nâng cao, chúng ta lại học kỹ hơn một chút, phải không ạ? Cái quá trình mà tôi hướng dẫn cho các anh chị sẽ thấy rằng nó sẽ đi theo một cái quá trình rất là dài, mà mỗi lần là chúng ta thêm một chút. À, ví dụ như tra cứu thì ở đây là chúng ta sẽ là tra cứu nhân viên, ở đây chúng ta là xóa nhân viên, ở đây là chúng ta là gì đây, cập nhật nhân viên. À, còn mấy cái danh mục này đúng chưa? Rồi đúng rồi ha, đúng rồi. À, bây giờ là chúng ta sẽ tạo cái thực đơn dựa trên cái phần này, giả sử nó là như đây thôi. Thì để cái phần này là nó tổng quát thì là các anh chị sẽ ở đây nó có hai cách. Một cách đó là chúng ta tạo ra một cái gọi là cái xử lý thực đơn, làm riêng cho cái phần đó cũng được. Các anh chị có thể tái sử dụng, các anh chị dùng cái DOL, dùng cái thư viện động gì đó cũng được. Còn thôi là các anh chị sẽ sử dụng là một cái xử lý mà ứng với lại cái phần mềm này là xử lý công ty để chúng ta làm chuyện này cũng được. Ở đây thì là tôi sẽ làm đơn giản đi. À, tôi ép vô một cái class tên là cái xử lý thực đơn. À, xử lý thực đơn. Trong cái class này của tôi á, tôi sẽ có một cái hàm public function, các bạn nhớ là function nha, một cái function gọi là cái thực đơn chính. Is ở đây nó sẽ là một cái mini script, đúng không ạ? Mini script đó, đó là cái thực đơn chính. Chúng ta sẽ điền cái kết quả is a new mini script. Mini script. Ở đây là chúng ta là return cái kết quả. À, cái mini script của chúng ta. Thì trong cái mini script này của chúng ta đó, tôi sẽ hướng dẫn cái thuật giải đầu tiên để làm sao xuất lên được cái thực đơn trước cái đã, thấy không ạ? Chúng ta những cái phần mà để mà click chọn ở trên đó thì tôi lại mở rộng nó thêm sau. Cái thực đơn chính này á, là chúng ta mới ở đây chúng ta phải mới sử dụng cái xử lý thẻ của chúng ta, không ạ? Ở đây các anh chị mới import cái system.xml, phải không ạ?
chúng ta sẽ lấy ra cái nút gốc của chúng ta, các bạn. Chúng ta mới lấy ra cái nút gốc của chúng ta. Chúng ta mới điền cái gốc XML element, các bạn. Thì là chúng ta sẽ bằng là xử lý thẻ. Đây tôi chưa đưa cái xử lý thẻ vô. Chúng ta add cái setting, những cái phần này thì là cái nào mà làm rồi đó, thì là chúng ta sẽ ở đây là có xử lý thẻ, có xử lý XML ha, thì kèm theo với nhau. Xử lý thẻ chấm là đọc gốc, các bạn. Ủa, trong cái phần này là tôi đưa đúng là đọc thôi. Đọc này thì chúng ta sẽ lấy cái đường dẫn và cái chuỗi XPath như thế này. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm một cái á, là đọc là chung, thì là các anh chị có thể làm thêm một cái hàm là pop x này function để cho nó nhanh luôn nữa cũng được. Cái gì chúng ta sẽ là đọc gốc, hay là chúng ta đọc gốc đi chẳng hạn. Đọc gốc chúng ta chỉ cần đưa qua là cái đường dẫn as a string thôi. Cái này là XML element, các bạn. Cái thư viện này hay xài, làm mấy xài mà tôi nó nói rồi. XML element. Ở đây chúng ta return cái kết quả. Thì thực sự ra đó gốc là chẳng qua cái chuỗi XPath của chúng ta đó, là nó sẽ là cái phần flat thôi. Hoặc là các anh chị là có thể là ở đây là chúng ta đi một cái tài liệu as new in tài liệu as XML element. Các chị có thể đọc là XML document, các bạn, bằng là xử lý XML chấm đọc. Chúng ta gọi qua cái hàm đọc này, chúng ta chỉ đưa cái đường dẫn thôi thì nó sẽ ra được, đúng không ạ? Có rồi thì cái kết quả chúng ta nó sẽ bằng đó là tài liệu chấm là document element. Cái này các chị biết rồi, cái này nhanh hơn có gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà thực đơn này xử lý thẻ là chúng ta sẽ cho là đọc gốc. Đọc gốc chúng ta gửi qua luôn nữa. Ở đây là cái tên nó là thực đơn chính. Cái này là do quy ước nhầm của chúng ta chấm XML. Chúng ta đặt nó trong cái thư mục hiện hành mà tên nó là cái thực đơn chính luôn nữa, các bạn. Được không ạ? Tạo cái thực đơn chính. Có cái gốc rồi là chúng ta mới tạo ra những cái thực đơn. Thì ở đây là chúng ta sẽ tạo một cái hàm khác. Public Sharing Function khởi tạo. Cái khởi tạo cái thực đơn này á, nó sẽ trả về một cái thực đơn là cái menu script item. Nhưng mà khởi tạo này là chúng ta có nhiều cái đường khởi tạo, thì một trong những cái đường khởi tạo là chúng chỉ đưa cho nó qua một cái thẻ, đúng không ạ? Là một cái nút XML element đó. Thì là nó sẽ tạo ra những cái thực đơn con. Nó sẽ tạo ra những cái thực đơn con là tương ứng với lại là cái nút này as a menu script item, đúng không ạ? Cái này thì là tôi làm đơn giản, nó hơi lặp lại một chút xíu. Menu script item, menu script item, rồi xin lỗi, tool script menu item, chứ không phải menu script item, tool script menu item. Thì chúng ta mới làm như thế này trong cái gốc này của chúng ta đó, là cái new menu script rồi. Thì là chúng ta mới dùng cái dòng lập là for x, cái nút XML element in cái gốc của chúng ta chấm child node, được chưa? Chúng ta sẽ gọi qua cái hàm khởi tạo này và cái kết quả này chúng ta đó, chúng ta sẽ dùng là cái item chúng ta chấm s, cái khởi tạo này chúng ta sẽ đưa qua là cái nút đó, là nó sẽ xuất lên ở trong cái phần đó. Rồi ở đây thì chúng ta điền cái kết quả is tool script new tool script menu item. New tool script menu item, đúng không ạ? Return cái kết quả. Thì trong cái kết quả này chúng ta chỉ làm một cái kết quả của chúng ta là chấm text của chúng ta đó. Kết quả chúng ta chấm text nó sẽ bằng ra là cái gì đây? Cái nút của chúng ta là chấm get attribute, cái tên.
nút phần mà get attribute, get tên. Rất là đơn giản là như thế. Nếu mà làm một cái hàm như thế này thì là nó sẽ xuất, nhưng mà nó chỉ xuất lên được cái thực đơn của chúng ta là ở cấp 1 thôi. Chúng ta làm vòng lặp như thế này hết thì nó ra được. Các anh chị sẽ quan sát, tôi sẽ chạy thử cho xem rồi sau đó thì là tôi sẽ chỉnh lại nha. Chứ còn cái này không thì chưa được đâu. Đây là cái kỹ thuật xử lý đề quy, nó cũng hơi phức tạp. Tôi chưa có làm gì ở trên cái màn hình chính hết. Màn hình chính này của chúng ta đó, chúng ta chỉ làm một cái việc rất là đơn giản thôi. Đó mà. Màn hình chính này chúng ta làm việc rất là đơn giản. Chúng ta sẽ mi, chúng ta chấm control. Hoặc là các anh chị đi một cái thực đơn chính thì chẳng hạn, cho nó rõ. Đi một cái thực đơn chính. As a new, as a money strip. Nó sẽ bằng là xử lý thực đơn chấm thực đơn chính, chúng ta chỉ gọi ra đó thôi, là mi chấm control của chúng ta đó, chấm s, chúng ta bỏ cái thực đơn chính này vào là xong thôi. Thực đơn chính là làm nó khá là nhẹ nhàng, các chị thấy nó là có công ty với nhân viên rồi, kêu mà nó có hai phần của tôi rồi đó. Nhưng mà nó không có những cái phần ở bên dưới nữa. Đây là tôi mới nói những cái phần bên dưới ở đây nè đó. Tức là cái thực đơn này của chúng ta đó, chúng ta ngó cái thực đơn chính trong XML này của chúng ta, không phải trong cái này, chúng ta làm ở trong cái bin và cái debug. Cái thực đơn chính trong XML này á thì nó chỉ hiện lên được là có cái cấp 1 là cái công ty với nhân viên này thôi. Tại vì từ thực đơn chính chúng ta mới lấy hai phần này ra rồi mỗi một phần như thế này á, làm sao mà nó phải lấy được những cái thực đơn con này nó ra luôn nữa thì là chúng ta sẽ gọi lại cái hàm khởi tạo. Như vậy là tôi mới tách ra, do tôi mới tách này ra này, là tôi mới làm thêm một cái chuyện nữa là tôi mới for h ở đây là cái nút con XML element in cái nút chấm sign not. Nếu mà nó có nút con, do đó cái gì không có gì sợ hết trơn luôn nữa, thì là tôi sẽ cho cái kết quả của tôi đó chấm là cái crop round item chấm s, tôi s thêm với lại một cái khởi tạo nữa của nút con. Cái này hơi khó hiểu phải không? Nhưng mà không sao, anh chị thấy các anh chị dựa trên cái phần mà tôi hướng dẫn này á, là các anh chị làm là nó sẽ ra thôi. Nó sẽ quay vòng tiếp, nó lại tạo ra cái tên của nó luôn nữa. Lúc này là chúng ta sẽ thấy này, nó có cập nhật nè, nó có báo cáo thống kê, nó có thống kê năm sinh, thống kê tình hình vắng nè, đơn vị, trình độ, lý do nè, nó có nhân viên thêm mới cập nhật tra cứu nè. Thấy cực lẹ không? Rất là lẹ luôn nữa. Chúng ta muốn làm một cái thực đơn á thì là nhanh vô cùng luôn nữa đó. Tất nhiên là bây giờ nó còn cái phần là gì, khi người ta click chọn ở trên đó đó, thì là mình phải làm sao mình có cái hàm xử lý biến cố được, mà mình sẽ biết được rằng là cái thực đơn đó là tương ứng với cái phần nào, thì để mà xử lý nó đó thì là các anh chị sẽ phải tạo ra một cái hàm xử lý. Chúng ta sẽ tạo ra một cái sub ở đây là xử lý chọn, ở đây chúng ta sẽ có một cái đối tượng là ở đây là object, và chúng ta có một cái biến cố event argument. Đây là cái hàm xử lý biến cố nói chung. Và ở trên này á, là vào đó là chúng ta sẽ điên ngay á, là cái một cái chức năng của chúng ta. Lúc này chúng ta gọi nó là chức năng nha, không muốn gọi là thực đơn cũng được không thôi, nhưng mà bản thân của nó chính là một cái tool speed menu item. Nó là một cái tool speed menu item, cái chức năng của chúng ta là tool script menu item. Rồi chúng ta mới đem cái mã số as a string, nó mới bằng là cái chức năng của chúng ta đó là chấm tắt. Chúng ta phải đưa nó lên để chấm tắt, rồi các anh chị mới kiểm tra là if như là cái mã số này á mà nó bằng, ví dụ như là cập nhật công ty, thì là các anh chị làm chuyện gì đó, chúng ta sẽ xử lý như thế nào đó, thì các anh chị sẽ tạo ra một cái màn hình cập nhật công ty. Rồi else if, else if cái mã số của chúng ta đó là bằng, ví dụ như là thống kê năm sinh, chúng ta đem chúng ta làm chuyện gì đó, hoặc là else if cái mã số của chúng ta đó là bằng, xin lỗi nha, cái này là bằng được bằng dt là cái đối tượng này else if mã số chúng ta bằng thống kê tình hình vắng, thì là chúng ta sẽ làm gì đó
đó là bên cái phần lập báo cáo thống kê. Tôi làm một số cái rồi các anh chị làm tiếp nha. Hoặc là else if của chúng ta đó, mã số của chúng ta đó là bằng là, ví dụ giống như là hồi nãy chúng ta là có cái là thêm mới nhân viên đó, thì là chúng ta làm chuyện gì đó. Đó thì tùy các anh chị, ở đây là chúng ta có thể kích hoạt những cái màn hình tương ứng. Còn nhiệm vụ của tôi á là tôi message support chấm show ra ở đây á là chọn cái chức năng cập nhật công ty, tôi làm tới đây thôi nha. Còn tại vì cái diện show hay là cái chuyện gì đó thì nó lại là tùy vào từng bài của chúng ta hả, là mà tôi chỉ làm với một số cái thôi nha. Ở đây là chọn chức năng là thống kê năm sinh đó. Ở đây là chọn cái chức năng là về thống kê tình hình vắng hả, mà để mà cho thấy rằng là nó chọn được thôi hả, mà đó. Chọn chức năng ở đây là chọn cái chức năng về là thêm mới nhân viên, nó chỉ xét với những cái này thôi, ví dụ như chẳng hạn. Nhưng mà để làm được điều này á, chúng ta sẽ làm một số chuyện. Chuyện thứ nhất á là chúng ta phải gửi qua cái thực đơn chính này, chúng ta phải cho biết rằng là cái hàm nào là hàm xử lý biến cố của nó, thì là chúng ta sẽ phải có một cái hàm e, ở đây là chúng ta sẽ có là một cái event handle, là một cái hàm điều khiển, hiểu không ạ? Hàm xử lý biến cố. Và với cái hàm điều khiển này thì chúng ta cũng gửi qua bên này luôn nữa thì nó mới có. Và cái hàm của chúng ta e event handle. Đó. Tất nhiên là ở đây là chúng ta sẽ có là gửi như thế này, thì là cái nút này chúng ta gửi á, thì chúng ta gửi cái hàm này qua. Đúng không ạ? Gửi cái hàm này qua. Xin lỗi, gửi cái hàm này ở đây. Chúng ta sẽ gửi cái hàm này ở đây. Không phải là chỗ này. Cái này ép vô thôi mà. Đúng không ạ? Và ở đây cũng vậy, khởi tạo nút con thì chúng ta đem cái hàm này chúng ta gửi qua. Nó cũng cùng là một hàm xử lý hết trơn luôn nữa thôi. Là ý thứ nhất. Như ý thứ hai á là cái kết quả của chúng ta chấm tắt này ở đây á là chúng ta phải cho nó bằng là cái gì đây? Nó sẽ bằng ra là cái nút của chúng ta đó, các bạn đang xét á là chấm là get attribute là cái mã số các bạn. Nút chỗ này là chấm get attribute cái mã số. Cái này lưu ý nha, cái này nó sẽ có một cái nó có một cái ở đây là chúng ta tạo lên như vậy á, thì và đồng thời là chúng ta cũng phải làm thêm một cái luôn nữa là chúng ta phải add cái handle. Add cái handle là cái gì đây, là cái kết quả này chúng ta chấm click các bạn, thì là chúng ta sẽ gửi qua nó chính là cái hàm này, tức là khi người ta click thì xử lý với cái hàm này, được không ạ? Và cái thực đơn ban đầu này của chúng ta đó, mỗi cái này chúng ta tạo lên nó đều liên quan đến cái phần này hết trơn luôn nữa, đó, tên và cái hàm. Thì lúc này á, ở trên cái màn hình chính của các anh chị á, các anh chị chỉ làm đơn giản á, sự khởi động thực đơn chính các anh chị gửi qua là cái xử lý chọn này, cái address của nó, xin lỗi, address of là cái xử lý chọn này, vậy thôi. Chúng ta sẽ gửi qua là cái xử lý chọn này. Đó. Tôi sẽ chạy lại nha. Rồi chúng ta mới chọn cập nhật nè, thì nó ra nó hiện ra đúng rồi đó. Cái phần này tôi chọn thêm mới là ra đúng rồi nè, thấy không ạ? Phần này cập nhật thì tôi chưa xử lý thì nó không ra gì hết trơn thôi. Cái thống kê này, thống kê tình hình vắng nè, chọn chức năng này là đúng của nó rồi đó. Danh mục này thì tôi chưa xử lý gì hết trơn luôn nữa. Đó. Cái này nó giúp cho các anh chị tạo ra một cái thực đơn động cực kỳ nhanh. À xin lỗi, thực đơn tỉnh nó rất là nhanh. Anh chị thấy không ạ? Thì nó chỉ có hai cái hàm này thôi, mà trong đó hàm khởi tạo này là hàm chính nè. Hàm này là để chúng ta gặp ban đầu lên là chúng ta làm việc ra là cái gọi đến những cái hàm khởi tạo này mà thôi. Thì đương nhiên về mặt kỹ thuật á, nếu mà nói cho anh chị tự nghĩ ra những phần này tôi nghĩ là khó lắm. Tôi cho cái phần thiết kế bằng những cái kinh nghiệm của tôi giúp cho các anh chị thêm để mà các anh chị thấy rõ ra được cái ứng dụng của XML là như thế nào. Đây là một ứng dụng khá thú vị, đúng không ạ? Chưa làm ra được cái này, anh chị làm được thêm cái này nè, những cái biểu tượng này thêm. Nếu anh chị muốn thì cũng làm được thôi, không ạ? Không có gì hết trơn.
Một phần nữa tôi mới nói tới cái thực đơn động. Tôi mới nói tới cái thực đơn động. Chúng ta vào trong địa bất này, chúng ta ép cái một cái new item này luôn nữa. Chúng ta sẽ cho một cái data. Ở đây là các anh chị sẽ cho đây là một cái thực đơn động. Chấm XML các bạn. Thì trong cái thực đơn động này đó thì chúng ta có thể gốc của nó sẽ là thực đơn động vậy thôi. Thực đơn động. Hoặc là anh chị muốn cho thẻ cái gì đó cũng được. Ở bên trong này á thì là chúng ta sẽ lưu nhiều cái thực đơn. Mà mỗi một thực đơn á nó cho một cái loại đối tượng riêng. Mỗi thực đơn nó sẽ cho một cái lớp đối tượng riêng nha. Ví dụ như là ở đây là tôi sẽ cho một cái thực đơn. Các bạn, tên của nó đó, tên này thì chúng ta không có xử lý được là liên quan đến công ty. À, chúng ta có thể lấy lại cái thực đơn ở bên đây luôn, xin lỗi, lấy lại cái thực đơn ở bên này, thực đơn này bên đây cũng được. Giả sử như cái này mà chúng ta muốn làm động nè ha. À, làm cái động ở trong trường hợp này là cái thực đơn này. Hay là cái nhân viên đi chẳng hạn nhé. Tôi có thể để nguyên si ở trong phần này luôn nữa là vô cho các anh chị luôn cũng được. Trong cái thực tế thì là chúng ta có thể lưu nó khác, không nhất thiết nó phải có hết. Nhưng mà ở đây nó sẽ có thêm một cái thuộc tính là cái loại của nó đó. Thì là chúng ta sẽ cho giống như ở trên cơ sở dữ liệu đó là công ty. Hiểu không nè? Thực đơn này là loại nó sẽ là cái công ty, tức là thực đơn động ở trên cái công ty. Ở chỗ này chúng ta có một cái loại là bằng là nhân viên. Đó. Rồi giả sử như là các anh chị có một cái thực đơn động nữa. Nó cũng đặt tên là thực đơn thôi nha, còn chỉ có cái thẻ đó là động thôi. Chúng ta có là đơn xin nghỉ. Tên là cái đơn xin nghỉ. Cái tên này thì không quan trọng lắm. Cái loại của nó là đơn xin nghỉ. Rồi, tôi sẽ minh họa cho chúng ta là trên cái cách xài nó là như thế nào thôi. Cái này đương nhiên là thêm mới đơn xin nghỉ, mã số nó khác nha, cập nhật đơn xin nghỉ, rồi là cái xóa đơn xin nghỉ, mã số nó khác, cái này là tra cứu đơn xin nghỉ. Cái hàm xử lý chọn chúng ta vẫn có thể làm lại được như thường. Và trên màn hình chính này á, đương nhiên là ở đây tôi minh họa thì không hết, tôi cứ đưa đại một cái button nào đó nha, một cái button nào đó. Giả sử như ở đây là cái button này là liên quan cho đến cái công ty, hiểu không ạ? Đưa ba cái button, đưa ba cái button trên màn hình chính này. Mà một cái button này là tượng trưng cho công ty nè, công ty. Các bạn, button này là tượng trưng cho là một cái nhân viên. Cái ứng dụng nó thì các anh chị vô trong bài cụ thể thì nó phải có cái danh sách biểu tượng nó có cái gì đó. Button này là tượng trưng cho đơn xin nghỉ. Đương nhiên nó sẽ nằm ở trong cái dạng khác của nó và nó không phải sắp đặt gì đâu. Cái phần này thì chúng ta phải đặt tên nó là thể hiện công ty. Các bạn, ở đây trong ở đây nó là tôi đặt tên nó là thể hiện nhân viên. Chúng ta quyết định đưa cái nào vô thực đơn chính, thực đơn tỉnh hay thực đơn động là tùy các anh chị nha. Thể hiện đơn xin nghỉ. Và đôi khi người ta làm bằng hai đường luôn nữa là vậy luôn rồi đó. Thì trong cái biến cố mà form loss này á thì ngoài cái thực đơn chính này á, mình sẽ tạo thêm cái thực đơn động riêng cho từng cái loại, hiểu không ạ? Tạo lên thực đơn động. Các anh chị có thể dùng chung một cái hàm xử lý biến cố này luôn cũng được luôn nữa, đúng không ạ? Thì trong phần xử lý thực đơn này á, đây là thực đơn chính, đúng không ạ? Còn ở đây là tôi sẽ tạo thêm một cái hàm nữa là thực đơn động. Public function. Public shared function, đúng không ạ? Tôi tạo lên hàm gọi là thực đơn động.
Rân động này á thì chúng ta sẽ phải có cái loại của nó, phải có cái loại thì nó mới biết loại existing, và chúng ta sẽ phải có cũng là cái hàm is even handle. Các anh chị sẽ biết rồi ha, mà cái này thì nó sẽ trả về là một cái là tool speed money item. Cái này nó hơi dài, chúng ta đi một cái kết quả, chúng ta is new tool speed money item. Return cái kết quả. Làm sao chúng ta lấy ra được cái tool script money item này trên cái thực đơn động này? Thì là các anh chị vẫn tiến hành là cái phần đọc này vô, các bạn. Chúng ta vẫn lấy cái góc này chúng ta đọc vô, các bạn. Góc này chúng ta đọc vô. Chúng ta sẽ đọc này vào. Nhưng mà ở đây chúng ta không đọc thực đơn chính nữa mà chúng ta đọc cái thực đơn động, được không ạ? Rồi sau đó đó, không có cái này. Sau đó đó là chúng ta sẽ lấy ra những cái chúng ta sẽ phải định vị được cho tới cái thẻ thực đơn mà ứng với lại cái loại của nó là bằng cái loại tương ứng, hiểu không ạ? Đó là chúng ta mới điềm cái nút của chúng ta đó, XML nút thực đơn của chúng ta đó, nó sẽ bằng ra là gốc. Ở đây thì các anh chị thực sự không cần gốc luôn cũng được luôn nữa, chúng ta có thể lấy trực tiếp luôn cũng được, nhưng mà thôi chúng ta lấy là cái gốc thì chẳng hạn, gốc của chúng ta chấm là select single node, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy ra là từ cái nào đây? Các anh chị có thể lấy ra là bắt đầu từ cái gốc này đi á, chúng ta giả sử chúng ta bố trí cái thực đơn động của chúng ta đó là luôn luôn là ở cái tầng đầu tiên nha. Giả sử chúng ta bố trí thì là ở đây nó là cái gốc rồi, thì là đây các anh chị chỉ cần ghi vào cái thực đơn, đúng không ạ? Và với cái điều kiện á là cái gì đây, là cái loại của nó đó là bằng, đúng không ạ? Thì các anh chị phải thêm cái dấu nhái, dấu gì đó ở trong cái đó. Thì các anh chị có thể để đưa một cái chuỗi xpath, đi một cái chuỗi xpath, đi một cái xpath cũng được rồi. Xpath is a string bằng, thì kỹ thuật này như tôi có hướng dẫn cho các anh chị rồi, phải không? Chúng ta sẽ bằng như thế này nè, không ạ? Cái loại nó sẽ bằng là một cái loại xxx nào đó, được chưa? Rồi đóng ngoặc nó lại, đóng ngoặc lại. Đó là cái chuỗi của chúng ta. Rồi cái xpath này của chúng ta đó, nó sẽ bằng là cái xpath, đúng không ạ? Chấm là replay cái xxx này nè. Chúng ta sẽ thay nó với lại là cái gì đây? Thay lại với cái loại của chúng ta. Người ta gửi qua cái loại nào đó. Thì ở đây là chúng ta chỉ việc lấy cái xpath này nữa là xong. Tất nhiên là nếu mà chúng ta cẩn thận á, thì là chúng ta cho cái loại này cho chúng ta là chấm chấm trim hay cái gì đó, phải không ạ? Chấm trim để mà chúng ta loại bỏ tất cả những cái khoảng trắng để chúng ta định vị ra được cái nút thực đơn. Cái nút thực đơn á, nút này là nút thực đơn này nha. Có cái nút thực đơn này rồi thì là dễ rồi. Chúng ta chỉ việc là làm sao là chúng ta làm cái dòng lập và chúng ta gọi đến cái hàm khởi tạo thực đơn thôi. Chúng ta sẽ gọi đến hàm khởi tạo thực đơn. Cái này các anh chị có thể trực tiếp làm luôn cũng được luôn nữa. Ở đây kết quả chúng ta bằng tool script menu item thôi. Rồi ở đây là kết quả của chúng ta nó sẽ bằng là khởi tạo của chính nó, phải không ạ? Của cái nút này với lại là cái hàm đó, thì nó sẽ ra tưởng như những cái loại khác nhau. Tức là chúng ta chỉ bọc cái thực đơn động này á, chúng ta không gọi trực tiếp đến cái khởi tạo thực đơn, mà chúng ta nói là thực đơn động mà chúng ta đưa qua cái loại này để chỉ vậy, để cho nó định vị ra được là cái nút nào đó thôi đó. Và trên màn hình chính này, ví dụ như là trên cái công ty này á, tôi sẽ có là cái công ty này của tôi, công ty thể hiện công ty này, không ạ? Chúng ta chấm cái context menu của chúng ta, xin lỗi, cái này nó sẽ là cái context menu script mới đúng nha, chứ không phải là menu script. Ở đây tôi hơi nhầm, thực đơn động này của chúng ta là cái context menu script ha. Nó không phải là nó cũng là một cái tool script menu, nó sẽ không phải, nó không phải là tool script mà nó sẽ là cái context menu script, context menu script, đúng không ạ? Điền cái kết
và cái kết quả của chúng ta phải là đây là chúng ta phải new một cái context manuscript. Kết quả chúng ta phải new một cái context manuscript không ạ? Và như vậy thì là chúng ta chỉ ở đây không có gọi trực tiếp được không ạ? Mà chúng ta lại làm lại cái chuyện này for x, cái nút con của cái nút này à, chúng ta sẽ đem cái kết quả chúng ta chấm s nó vào không ạ? For x cái nút con, tức là mỗi một cái nút con á thì nó mới ra được là hình thành ra là một cái thực đơn con không ạ? E ở đây là XML element không ạ? In ở đây là các anh chị sẽ có thể in trực tiếp. Chúng ta sẽ in trực tiếp là ở đây là cái nút của chúng ta là chấm sign not không ạ? Nút chấm sign not. Các anh chị mới khởi tạo là ở đây là cái kết quả của chúng ta đó là chấm cái item chúng ta chấm s. Nó giống như bên kia thôi. Chúng ta gọi cái hàm khởi tạo, chúng ta gửi qua là cái nút con và chúng ta gửi qua cái hàm. À, thì nó sẽ lấy ra được cái tạo nút con và cái hàm, nó cũng giống như hệt như bên đây, dùng là cái item này ở đây nè, chúng ta gửi những cái nút gốc chấm sign not này nè ở đây, như vậy ở đây chúng ta không phải bắt đầu từ gốc mà chúng ta bắt đầu từ cái nút, thì ở đây là chúng ta là nút con thôi. À, ở đây chúng ta là nút con và trên cái màn hình chính này á là các anh chị sẽ cho là cái thể hiện công ty. Thể hiện công ty đây không ạ? Chúng ta chấm là cái context manuscript. À, nó có hai loại nha, cái loại này là tương thích với cái cũ này nha. Nó sẽ bằng là xử lý thực đơn chấm thực đơn động. À, ở đây là chúng ta sẽ gửi qua cái loại của nó, là chúng ta phải nói là loại nó là công ty. Không ạ? Và chúng ta sẽ gửi qua là cái address of của cái xử lý chọn này luôn cũng được. Tức là nó đi bằng là hai đường, nó sẽ đi bằng là hai đường. Cứ muốn có thực đơn động trên một cái biểu tượng nào đó thì chúng ta gọi đến là chúng ta đưa ra cái loại này là xong thôi, không ạ? À? Ở đây nó vẫn có nha, nhưng mà các anh chị thấy ở đây nó sẽ có hết nè. À, chúng ta gọi cho cập nhật này cũng được nữa nè, thống kê này, thống kê tình hình bắn này là cũng cùng một cái luôn nữa, hoặc các anh chị thích là đường bên này cũng được luôn nữa, hiểu không ạ? À? Và với nhân viên thì là chúng ta sẽ làm tương tự thôi. À, với nhân viên là lấy đơn xin nghỉ, các anh chị sẽ làm một cách và tương tự, phải không ạ? Chúng ta sẽ làm một cách tương tự. Vì muốn làm thể hiện nhân viên hồi nãy như là tôi đặt ở trên cái màn hình thể hiện nhân viên này, tôi đặt cái tên nó hơi dở chút xíu mà tôi sửa lại chút xíu thôi nha. Ở đây nè, cái thể hiện này là phải chữ H nhỏ nha. À, chúng ta sẽ làm ở trên cái thể hiện nhân viên. Ở đây là thể hiện nhân viên. Chúng ta chấm cái context manuscript thì nó sẽ bằng xử lý thực đơn chấm cái thực đơn động. À, chúng ta sẽ gửi qua đây là nhân viên. Chúng ta muốn lấy cái thực đơn động riêng cho nhân viên. Còn cái hàm này thì các anh chị vẫn giữ nguyên cũng được. À, cái này là alphas up là cái xử lý chọn này của chúng ta cũng được. Chúng ta để chung. Đúng không ạ? Còn đối với cái đơn xin nghỉ á, thì là các anh chị cũng có thể làm như thế, y hệt giống như thế này luôn cũng được. Đúng không ạ? Có nghĩa các anh chị đưa hai hàm xử lý chọn này chung, chúng ta làm chung hết trơn luôn cũng được luôn nữa. Ở đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ ghi là đơn xin nghỉ. Còn các anh chị muốn mà xử lý cho nó đó, thì là trong cái
ở đây là thể hiện là thay vì nhân viên thì là chúng ta thể hiện đơn xin nghỉ đó. Được không ạ? Ở đây chúng ta cái phần xử lý chọn này của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải bổ sung thêm chúng ta sẽ là else if ở đây nữa, mà mã số của chúng ta đó là bằng ví dụ như là thêm mới đơn xin nghỉ đó, thì là đen. Chúng ta sẽ message cho box là chọn chức năng là thêm mới đơn xin nghỉ các bạn, thêm mới đơn xin nghỉ. Làm cụ thể trên màn hình như thế nào tôi nhắc lại thì là các anh chị sẽ làm tiếp ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái là cái thêm mới thì nó có cái cập nhật, nó có cái xóa, rồi chúng ta cho thêm một cái luôn nữa là cái tra cứu luôn nữa. Những cái mã số này thì là chúng ta phải làm cho nó kỹ nha. Thêm mới ở đây thì là cập nhật phải không ạ? Ở đây nó sẽ là xóa. Có cái thì các anh chị sẽ làm trực tiếp mà liền trên màn hình chính này, có cái thì các anh chị sẽ kích hoạt một cái màn hình nào đó các bạn ta cũng đó. Rồi chúng ta chạy lại thử thì trên nhân viên này là chúng ta sẽ có là cái thêm mới này như tôi có xử lý nè. Trên cái đơn xin nghỉ này nè nó có thêm mới đơn xin nghỉ các bạn, có cái tra cứu đơn xin nghỉ các anh chị thấy việc. Còn lắp đặt của nó vào ở trên này là bất kỳ cái nào, không phải là bất tân đâu. Nó có là một cái gì đó cũng được luôn, thậm chí rằng là nó có cái data view, nó là view rau nó cũng làm được ở trong cái chuyện này luôn nữa đó. Thì với cái phần mà ứng dụng XML này các anh chị thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với lại cái chuyện mà các anh chị lưu trữ bằng cơ sở dữ liệu. Các anh chị lưu trữ bằng cơ sở dữ liệu cái này nó sẽ phức tạp hơn nhiều lắm đó. Và còn cái xử lý thực đơn này thì các anh chị cố gắng là quan sát. À, cái phần của tôi nói lại một cái lần cuối nữa thôi ha mà. Cái hàm chính của nó đó là hàm khởi tạo này là xài chung cho thực đơn và thực đơn động. À, thực đơn tĩnh và thực đơn động á. Thì trong cái thực đơn chính này là làm sao chúng ta lấy ra được cái nút mà, trong trường hợp này nó là nút gốc. À, cái nút nào nó tương ứng với cái những cái thực đơn đó, rồi chúng ta ở đây chúng ta những cái item là chúng ta ép khởi tạo cái này, ha mà. Trong cái phần mà ở bên đây á, phần thực đơn động này chúng ta cũng làm sao xác định được cái nút này, thì cái chuỗi SPAS nó phức tạp hơn. À, chuỗi SPAS nó tùy thuộc vào các tổ chức của các anh chị, rồi chúng ta gọi đến là nó mới khởi tạo nó ra. Còn trong cái phần này đây là một cái hàm để quy, đây là một hàm để quy, phải không ạ? À, chúng ta phải nói là mỗi cái là text thể hiện nó là cái gì, cái chấm tắt này chúng ta lưu để mà qua bên kia chúng ta xử lý chọn á, thì là chúng ta biết được là ứng với cái phần nào, rồi chúng ta add handle của cái phần này. Rồi. Cái thực đơn thì nó lại dùng là drop down item nha, dùng drop down item. Được không ạ? Lưu ý là những cái phần mà mở rộng của nó ra đó thì là các anh chị bổ sung thêm thì các anh chị sửa lại trong phần cải tạo này nè, hai cái phần này gần như không có sửa gì hết trơn. Hai phần này không có sửa gì hết trơn. Hiểu không ạ? Hai phần này không có sửa gì hết trơn luôn nữa. Các anh chị muốn bổ sung thêm những cái file biểu tượng hay cái gì á thì các anh chị chuyển sang cái phần này. Và cùng một cái kỹ thuật như thế này á là chúng ta có thể áp dụng để mà chúng ta lưu trữ cái cấu trúc của mà để quy của những cái đơn vị ở bên trong một cái đơn vị trong một cái trong cơ sở dữ liệu thay nó bằng cũng được. Ví dụ giống như là tới cái phần mà ứng dụng á, tôi sẽ nói một trong những cái thông tin rất là chung mà cũng cùng dùng cái kỹ thuật này á, đó là chúng ta sẽ lưu về cái địa chỉ, đúng không ạ? Cái cấu trúc không phải là cái địa chỉ hoàn thuần túy mà chúng ta sẽ lưu thông tin về là tỉnh. Ở Việt Nam mình thì chẳng hạn Việt Nam mình nó có bao nhiêu tỉnh, rồi mỗi tỉnh nó sẽ có bao nhiêu tỉnh thành phố, nó sẽ có bao nhiêu là cái quận huyện, mỗi quận huyện nó có bao nhiêu phường xã. Thì cái này nó có thể lưu trữ cái dữ liệu ứng dụng này chúng ta để nó tạo ra một cái địa chỉ khá là chính xác. Chắc nó chỉ cần thêm một số nó vô nữa thôi. Với cái đường thì chúng ta không có quản lý, đường thì nó lớn quá, phải không ạ? Nhưng mà quận nào, thành phố nào thì là mình có thể là cho họ chọn ở trên đó chuyện đó luôn cũng được, cho họ chọn trên chuyện đó chính xác. Có thể là các anh chị đi tùy cái dữ liệu các anh chị lưu trữ, chúng ta làm một lần thôi mà, chúng ta có thể lưu trữ cho tới là phường xã ấp gì đó luôn cũng được luôn nữa. Rồi thôi chúng ta dừng tạm dừng ở đây nha.